Trời ơi, phải nói là cái hộp bốc thăm cô gái mộng mơ này nó xinh dã man ý, nên là mình đã quyết định chi hơn 500 kim cương để mở 20 hộp bốc thăm. Mọi người cùng test nhân phẩm với mình nha. Trong hộp bốc thăm này thì mình thích nhất là gối cừu mộng mơ, tại đây là phương tiện có thể di chuyển được ấy. Và thứ hai thì mình thích cái tóc VIP này nè. Mọi người đoán xem mình sẽ mở được món nào trong hai món này. Comment 1 nếu bạn nghĩ mình mở được phương tiện gối cừu. Comment 2 nếu bạn nghĩ mình mở được tóc nha. 3 2 1 bắt đầu. Ơ, cái gì đây? Là một chiếc mũ nha. Tiếp theo, trời ơi, là mũ nữa nè. Hộp thứ ba là một cái thảm siêu to. Hộp thứ tư lại là thảm nữa luôn. Hộp thứ năm nè, wow, toàn đồ VIP luôn. Mỗi tội là chưa ra món tôi cần thôi. 6, tủ kê, mây cõi. Hộp thứ bảy mình ra vòng chân, đồ ngủ. Và cái gì đây, mình ra cái tóc VIP rồi mọi người ơi. Chúc mừng bạn nào comment số 2 là đoán đúng nha. Trời ơi, tôi ra tiếp cái đầm ngủ mộng mơ nè. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Và hộp cuối cùng thì mình ra một chiếc tủ mọi người ạ. Tiếp đến mình sẽ mở thêm 10 hộp nữa. Mới có 2 hộp đầu mà tôi linh cảm lần này xui hơn nè. Rồi rồi, toàn là nội thất luôn. Coi bộ toàn nội thất nè, thảm nữa. Nãy giờ tôi nhiều thảm lắm rồi, vòng chân nữa luôn. Hư, lại là mũ nữa. Và cuối cùng chốt hạ là một chiếc tủ áo siêu to khổng lồ. Ừ, trời đất ơi.